Có thể các bạn không biết, chỉ với việc để ý chuyện nhiều like hay ít like khi đăng tải bài viết lên mạng xã hội có thể dẫn tới các triệu chứng trầm cảm cho người dùng. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 10 chia sẻ tại hội thảo mạng xã hội và sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên Việt Nam, ông Cao Hoàng Nam cho biết, thống kê năm 2014, Việt Nam có 37,2 triệu người sử dụng Internet và đến tháng 1 năm 2024 đã có khoảng 78,4 triệu người, chiếm hơn 80% dân số Việt Nam. Như vậy, chỉ trong 10 năm, tăng hơn 41 triệu người sử dụng Internet. Facebook là nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam với 89,7%, Zalo 88,5%, TikTok 77,8%. Ông Nam cho rằng không thể phủ nhận những lợi ích của mạng xã hội vì quá nhiều lợi ích to lớn. Tuy nhiên, gần 20 năm nay, những mặt trái của mạng xã hội rất ít được đưa ra thảo luận. Đặc biệt, mặt trái của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, trẻ em. Theo ông Nam, những thiết kế của mạng xã hội đã tác động đến tâm thần người dùng. Có 7 tác động được đưa ra trong hội thảo. Trong đó, lưu tâm nhất là thiết kế tính năng like và so sánh xã hội để người dùng liên tục kiểm tra lượt thích, tăng cường độ đăng bài tiếp theo. Nếu bài viết có sự từ chối hoặc cảm thấy bị từ chối sau khi đăng lên được ít người bấm thích trên mạng xã hội, có thể dẫn tới các triệu chứng trầm cảm gia tăng theo thời gian. Tính năng cuộn vô hạn và tự động phát video khiến người dùng trẻ khó có thể thoát ra vì không có điểm kết thúc tự nhiên. Hệ quả, dành thời gian trên mạng mới là việc ưu tiên, còn những công việc của cuộc sống hàng ngày phải xếp sau.